nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại sản xuất của nhân dân và chỉnh trang đô thị trước thềm năm mới. Thành phố Hưng Yên đã tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông đô thị. Trong đó, gồm các tuyến đường Chùa Chuông, Bãi Sậy, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Nguyễn Thiện Thuật, Bạch Đằng, Phan Đình Phùng, Tân Nhân và đường Điện Biên. Việc nâng cấp cải tạo được thực hiện chủ yếu ở các hạng mục như lát đá, lát gạch vỉa hè, lắp đặt bóng đèn LED mới, hạ ngầm cáp điện với tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng. Đến thời điểm này, đã có 5 trên 7 dự án cơ bản hoàn thành. Các dự án còn lại đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công.